Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Xê Bíp. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot nhất trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh, ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Trong nhiều bộ phim cổ trang, lỗi thường gặp nhất vẫn là những sự vật xuyên không. Đó là những hình ảnh đồ vật thời hiện đại vô ý lọt vào ống kính trong các khung cảnh thời xa xưa. Dưới đây là hình ảnh khi lại những phát hiện tinh mắt của các mọt phim Trung Quốc, vốn được mệnh danh là các thánh soi, khiến các nhà làm phim cổ trang nước này không khỏi đau đầu và phải kêu trời vì sự tinh ý của họ. Sina đưa tin, bộ phim cổ trang lưu lì thuộc thể loại tiên hiệp, kể về mối tình mười kiếp của cặp đôi chữ Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng. Bộ phim được khán giả yêu thích với lượng người xem cao. Tuy nhiên cũng vì vậy, mỗi tình tiết trong tác phẩm đều bị soi kỹ hơn. Cư dân mạng đã phát hiện ra điện thoại xuất hiện dưới bàn trong cảnh tình cảm của nam nữ chính. Trong các cảnh nổ nguy hiểm hay cảnh bay lượn, dễ dàng nhận ra diễn viên nam đóng thế thay cho viên băng nghiên, thủ vài chữ toàn cờ. Trong một cảnh khác, nhân vật đằng xa do bạch chú thể hiện, vốn là linh thú nên giỏi bay lượn. Tuy nhiên thì khán giả lại nhìn rõ sợi dây cáp to giúp diễn viên di chuyển trên không. Diễn viên phụ, diễn viên quần chúng dễ mắc lỗi diễn xuất nhất. Khán giả bật cười khi một người đóng vai xác chết nhưng ít hầu liên tục chuyển động. Có lẽ đóng vai thi thể quá khó, anh ta chắc hẳn căng thẳng lắm nên liên tục nuốt nước bọt. Một lỗi hóa trang khác là nhân vật nam vốn có vết sẹo trên má, thế nhưng vừa chuyển cảnh, vết thương liền biến mất. Cũng trong phim Lưu Ly, nhân vật ô đồng của Hoàng Hữu Minh bị tát vào mái trái, thế nhưng lúc sau anh lại ôm má phải. Khi đóng phim Tân Thiên Lòng Bát Bộ 2013, mọi hội đồng rơi vào tình huống khó hiểu khi dây chói tự động tháo giảm. Phía sau cô nàng hoa thiên cốt xinh đẹp, chẳng phải là vạch kẻ đường hay sao? Nên nhớ, đường xóa thời cổ đại ở Trung Quốc chưa có dài nhựa và vạch đường kẻ hiện đại như thế này. Có lẽ do quá vội vàng nên Dương Mịch quên mất việc tháo tai nghe khi đang diễn xuất cùng với Hồ Cai Trăng. Tâm sinh tâm thế thập lý đầu hoa là một tác phẩm truyền hình gây sốt. Thế nhưng thì cũng khó lòng tránh khỏi những lỗi sạn ngớ ngẩn như thế này. Nhiều khán giả thắc mắc, không biết máu chảy từ miệng của nàng phượng cửu xuất cuộc là theo hướng nào thì mới đúng. Tay không cầm kiếm, mai chẳng chảy một giọt máu nào, lại thêm đạo cụ giống đồ chơi trẻ con, càng khiến thuộc sơn chiến kỳ mất điểm trong mắt người hâm mộ. Vì lời hay thiếu kinh phí sử dụng kỹ xảo mà diễn viên dùng chiều quá thô sơ như thế này để thể hiện ngón tay bị mất. Diễn viên cổ trang đeo đồng hồ quá là mốt xuất hiện thùng rác với bóng đèn điện của thời hiện đại trong bộ phim cổ trang thần thoại truyền thuyết bạch xà. Có xe hơi đang đợi kia thần tiền tỷ tỷ họ lưu ơi, quay lại nhìn đi. Lưỡi dao cắm mỗi lúc một sâu hơn thì phải. Thậm chí mũi dao còn biết chuyển động từ bên phải ngực nhân vật sang bên trái chỉ sau một nốt nhạc. Ai đang nằm trên giường thế kia trong khi người ta đang quay cảnh thân mật. Diễn sầu quá đấy, cửa đầu có khóa đâu mà sao phải khổ sở như vậy hồ ca đang nhìn trần an dĩ hiên hay là tay ai thế kia dây cao gót bỗng dưng xuất hiện trong phim cổ trang ư một người đàn ông mặc quần jean đi giày thể thao lọt vào cảnh quay của một bộ phim cổ trang nhất phẩm đại thần trưởng tôn vô kỵ trong võ mị nương chuyên kỳ khiến nhiều người sửng sốt khi để lộ cẳng chân trắng nõn trên buổi thiết chiều cảnh quay người phụ nữ chuẩn bị lâm mồn khiến khán giả bất cười vì lộ dõi chiếc gối trắng độn dưới bụng Chắc hẳn thời tiết quá lạnh nên nữ diễn viên phải mặc thêm quần dài giữ nhiệt. Sau nhân vật đoàn phim cầu thả tới mức để loạt lỗi này vào ống kính. Có lẽ vì số lượng diễn viên đông đảo nên nhà sản xuất phải đặt may hàng loạt trang phục cổ trang theo yêu cầu. Và cũng theo đó mà các công ty sản xuất không lỡ bỏ qua cơ hội quảng cáo bằng cách đính kèm nhãn mác lên từng sản phẩm. Trường bồng bồng trò chuyện với Triệu Vương Gia, cô không hề đặt tay lên vai anh. Thế nhưng ở góc máy phía sau, không hiểu bồng bồng khoác vai triệu vương từ lúc nào. Trong phim Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, khán giả phát hiện ra vật thể lạ dưới chân lường triệu vĩ. Đó là một chiếc bộ đàm vô tình bị đánh rơi mà không ai nhận ra cho tới khi phim được trình chiếu khắp nơi. Trong Tân Anh hùng xạ điều, bỗng nhiên một người phụ nữ đổi mũ xuất hiện trong cảnh quay ở Tây Vực. Một đôi chân mang giày thể thao chẳng biết ở đâu ra lại lọt vào trong một cảnh phim tân hoàn châu cách cách. Người lính trong bức hình trần lan ra chết, vì một mũi tên đầm xuyên vào nách. Bộ bề thường được sử dụng thay em bé thật trong các cảnh phim hành động. Thay nhung thì để quay cận cảnh thế này thì thật lộ liễu quá. Qua gió của điều hòa xuất hiện nhàn nhàn trong một cảnh quay của bộ phim Thâm cung nội chiến. Nhân vật nam lộ cả bộ tóc dài trong cảnh tranh chấp. Tôn Ngộ Không chưa đến lượt quay vẫn lọt vào khung hình của hai nhân vật khác khi mặc trang phục hiện đại. Lời thoại bị nhốt 3 năm của nhân vật trở nên hài hước khi khán giả nhận thấy chiếc vòng tay hoàn toàn có thể tháo ra. Một lỗi không thể vô duyên hơn khi nhân viên hậu kỳ cầm điện thoại cũng lọt vào cảnh quay bộ phim cổ trang. Chúng mình không xe biết nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích. Vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.